Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu hoa phong lan. Buổi sáng hôm nay ngày 22 tháng 11 năm 2018, ngày mới cho phép em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc tất cả cô chú anh chị các bạn có một buổi sáng an lành, một ngày làm việc mới thật là hiệu quả, gặp thật nhiều may mắn. Phiên hôm nay thì em xin phép được giới thiệu với toàn thể cô chú anh chị các bạn rất là nhiều giống chủng loại hoa phong lan rừng và các bạn đang sắp hàng ở trong đây. Thì đây là cái không gian mà chúng em hay ngồi uống nước nói chuyện và tiếp khách. Em xin phép được tự giới thiệu, em tên là Mã Bảo Trung, em sống ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại để liên lạc với shop chúng em, nhà vườn chúng em là số điện thoại 0968 268 175 và số điện thoại 0949 26 1918. Phiên hôm nay thì em xin phép được giới thiệu với cô chú anh chị các bạn những mặt hàng hoa phong lan rừng sau đây. Đầu tiên em giới thiệu với mọi người cái hoàng thảo u lồi. Phiên hôm nay thì thân dài đều hơn, nó không có thân ngắn như phiên hôm trước. Và loại này thì nó phát triển như hoàng thảo phi điệp vàng, nó phát triển vào mùa đông và có những cái thân tơ rất là nhiều. Cái này nó bị gãy này, thân rất là mập bị gãy. Thân bị gãy này thì em sẽ lấy kéo em cắt ra. Những thân bị gãy này em sẽ lấy kéo cắt ra. Và loại này nở hoa vào Tết. Cái giá em bán loại này là 280.000 một kg. Đấy, khá là đẹp ạ. Đây. Thân tơ rất là nhiều. Hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh nhé. Tiếp theo ở phía trên này, em quay phía trên này luôn này. Có 5 dề sơn thủy tiên và em bán 400.000 một dề. Đấy. Em xin phép được đặt theo số thứ tự nhé. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 có 3 dề thân dài nhé. 3 dề thân dài và có 2 dề thân ngắn ở phía bên dưới kia. Đấy. Em bán đổi đồng 400.000 một dề. Một dề khoảng hơn 2 cân gì đấy. Tiếp theo phía trong này là sơn thủy tiên hàng kg. Sơn thủy tiên hàng kg em bán giá là 220.000 một cân. Và lô hôm nay cực kỳ đẹp đây. 220.000 một cân nhé. Chủ yếu là hàng dề. Tuy nhiên là nó có những cái hàng nó dề nó kiểu như này đây. Tiếp theo hoàng thảo vôi. Đây là hoàng thảo vôi Bắc. Hoàng thảo vôi Bắc. Thân nó to hơn, đẹp hơn. Đây. Hoàng thảo vôi Bắc này em bán giá là 320.000 một cân nhé. 320.000 một kg hoàng thảo vôi Bắc. Cây khá là đều đẹp. Em có một bó vôi Lào đây để mọi người so sánh nhé. Đấy, thân nó bé hơn, thon hơn, dài hơn. Còn vôi Bắc thân nó rụt hơn, to hơn. Cũng như hạc vĩ Bắc với hạc vĩ Lào ấy ạ. 320.000 một cân hoàng thảo vôi. Hôm nay em có 15 cân hoàng thảo vôi Bắc. Tiếp theo hoàng thảo môi tua hay còn gọi là hoàng thảo hoàng long vĩ. Loại này thì em bán giá 100.000 một cân. Nay em có 3 cân đây. Tiếp theo kiều tím. Kiều tím phiên hôm nay em có 7 kg và giá em bán là 300.000 một cân. Đây, kiều tím thân dài, nó sẫm hơn kiều hồng. Lá nó dày hơn. Đây, lá rất là dày. Sờ lá như nhựa ấy. 300.000 một cân. Hoàng thảo trúc mành. Hoàng thảo trúc mành có 3 cân. Và giá em bán hoàng thảo trúc mành này là 260.000 một kg ạ. Rất là xanh nhé. 260.000 một cân. Trong này là hoàng thảo chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc khiến hôm nay em xin phép được bán giá là 180.000 một cân. 180.000 một kg hoàng thảo chuỗi ngọc nhé. Loại này hoa rất là đẹp, bông cực kỳ to luôn. Lô hoàng thảo chuỗi ngọc vừa về được 20 cân. Ngoài ra phía trong này em bán hoàng thảo trúc Phật bà thanh lý này. Trúc Phật bà thanh lý cả to cả bé em bán lẫn lộn nhé. Cả to cả bé lẫn lộn này. Em bán giá là 450.000 một cân. 450.000 một cân hoàng thảo trúc Phật bà. Nhất điểm hồng em hết hàng rồi. Cái này vừa rồi, hôm vừa rồi em bán 180.000 một kg. Cái loại tam bảo sắc, loại dài này 180.000. Tiếp theo trầm này là trầm chúng em trồng như những cái cốc, cái chậu nhé. 120.000 một cái cốc này. Đấy, một cái chậu này. Một chậu này có 1 đến 2 mầm. Con này 120.000 một cái này.
còn có tổng khoảng chục cái nữa thôi. Phía trong này con thảo phi điệp vàng, phi điệp vàng em còn có khoảng 3 cân, 160.000 một kg. Cái này là địa lan hồng hoàng 3 cân đấy nhé, 100.000 một cân. Hôm qua em lại về một lô kim điệp mới nhé. Kim điệp này em bán rất là chạy và bán cực kỳ đắt hàng, bởi vì loại này nó nở hoa vào Tết, hiện tại bây giờ rụng hết lá rồi. Hiện tại rụng hết lá rồi, lá còn rất là ít. Giá em bán là 180.000 một cân nhé. 180.000 một kg, không cả hàng dề lẫn hàng rời. Tuy nhiên là những cái hàng rời thì nó cũng không phải rời lắm đâu. Loại này thì dễ ghép, dễ trồng, dễ cho hoa. Nó tầm tầm như này. 180.000 một cân. Trong này hải râu 120.000 một kg này. Đây hải râu đây. Cây khá là đẹp. Tiên hài 60.000 một cân. Thanh đạm sữa 80.000 một kg. Đây là một cái lô mới. Vừa về đây còn có cả quả của nó này. Thân rất là đẹp. Ở trong này phía bên này là vôi Lào. Vôi Lào 300.000 một cân nhé. Này. 300.000 một cân. Em hôm nay về được 8 kg vôi Lào. Trong này chồn thanh lý em hết nhé. Kiểu vuông thân dài em hết rồi. Địa lan Mạc Quân Tử hay còn gọi là địa lan Mạc Xuân. Giá 80.000 một kg nhé. Tiếp theo. Cái này là kiếm tiên vũ. Kiếm tiên vũ này chúng em đã cắt tỉa sạch sẽ rồi, mọi người chỉ biết mua về trồng thôi, không phải làm cái thao tác động tác gì hơn. Tiên vũ này bán 100.000 một kg nhé. 100.000 một cân. Thân ngắn cực kỳ đẹp này. Tiếp theo ở đây em có một ít ngọc thạch. Đây là ngọc thạch Bắc nhé, đây là ngọc thạch ba màu, ngọc thạch Bắc. Ngọc thạch Bắc này em bán giá 180.000 một cân. Có 4 cân ạ. Tiếp theo đây là hoàng thảo Điện Biên Đông. Một loại lan màu vàng tuyền, dễ trồng dễ chơi nhé. Và cái này nó vừa rụng hết lá xong. Đây có thể thấy rằng là đây. Thân tơ nhiều lắm ạ. Một khóm này rất là nhiều thân tơ này. Đấy. Trắng trắng này là thân tơ, thân vàng là thân già. Hoàng thảo Điện Biên Đông này em bán giá 200.000 một cân nhé. 200.000 một kg. Và hôm nay em có 10 cân này. Và cuối cùng ở phía trên này là kiều vàng. Kiều vàng em về được 13 cân. Thân hôm nay vàng óng luôn này, đúng chất của kiều vàng luôn này. Kiều vàng em bán giá 170.000 một cân. Đây còn nguyên đai, nguyên dây em chưa cởi. Đây. Phiên buổi sáng hôm nay em xin phép được ghi hình và giới thiệu với toàn bộ thầy cô chú anh chị các bạn một số chủng giống loại hoa phong lan rừng. Và em xin phép được khép lại video bán hàng tại đây. Xin kính chúc tất cả cô chú anh chị các bạn sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và gặp thật nhiều thành công.